Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục góp ý ba chai nước hoa mà dòng designer, mà đợt này là mình góp ý dành cho nữ. Thì cá nhân mình thấy là ba chai này nó hay, nó đáng tiền mua. Chai thứ nhất đó là của nhà Chanel, đó là chai Coco. Chai này nó ra mắt hình như 1984 thì phải. Cá nhân mình thấy đây là một chai nước hoa rất là quyến rũ dành cho phụ nữ. Cái mùi hương nó hơi đứng tuổi một chút xíu, cho nên mình nghĩ các bạn tầm 25 tuổi trở lên thì xài được hơn. Nhưng mà cá nhân mình thấy đây là một chai nước hoa phải nói là rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn. Thì các bạn muốn biết cái mùi hương này, cái chai này nó như thế nào thì các bạn có thể coi video mình review về cái chai này. Đó, thì mình sẽ để ở dưới cái phần description á cái link của cái chai Chanel Coco này. Chai thứ hai đó và chai thứ ba đó là của nhà Lancôme, đó là Jasmine Marzipan với lại Oranges Bergerac. Thì Jasmine á, cái nhà Lancôme này họ làm cái dòng cao cấp này hơn những cái chai như Dior hay là Midnight Rose hay là La Vie Belle. Cá nhân mình thấy là hai chai này nó hay là tại cái mùi hoa lai của nó các bạn, nó rất là sáng, rất là trắng, rất là sập, nó nữ tính. Còn cái mùi hoa cam Oranges Bergerac á thì nó có mùi hedion trong đó. Thì như mình, các bạn có thể coi cái clip các bạn mình có phân tích về cái mùi hedion về trong cái chai Oranges Bergerac đó. Thì nói chung là mình sẽ để cái đường dẫn của ba cái chai này để cho các bạn, những bạn nào mà xem á thì các bạn có thể xem lại, còn những bạn nào mà chưa xem á thì đây là ba cái video mà mình đã review đó. Thì hy vọng á các bạn sẽ thích ba chai này. Thì cá nhân mình thôi, ý này, cái này là chỉ là cá nhân mình thấy ba chai này nó hay, nó nữ tính, nó đáng tiền mua, nó sang đó, mình góp ý cho các bạn. Sau này thì nếu mà mình có phát hiện được thêm chai nào ngon nữa mình sẽ góp ý thêm cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.